Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì đầu tuần, cho nên chúng ta quay về câu chuyện hình sự một chút nha. Trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ nói về thẩm quyền nơi xảy ra vụ án hình sự. Vì sao tôi có cái video này? Thì tôi có một cái lời hỏi từ khách hàng. Vị này hỏi rằng là: luật sư ơi, tôi có một cái vụ cố ý gây thương tích xảy ra đến nay đã gần 2 năm rồi. Tôi có làm cái đơn tố cáo đến cái công an xã, tuy nhiên là công an xã trả lời là không có thuộc thẩm quyền của họ, và tôi thì không biết làm sao. Thưa quý vị và các bạn, để cặn kẽ về thẩm quyền xảy ra vụ án thì tôi kể một cái câu chuyện vui là như thế này. Tôi bào chữa một cái vụ án ma túy mà cái địa bàn xảy ra vụ án nằm ở trên huyện Trảng Bàng. Thì trong cái quá trình mà thực hiện cái việc mà đến cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa, thì ở ngoài cũng có một cái bạn dịch vụ, bạn hỏi rằng là bây giờ nếu như trong trường hợp đừng đưa hồ sơ cho luật sư mà đưa hồ sơ cho bạn, thì bạn sẽ chuyển cái hồ sơ của người nhà của cái người mà hỏi đó từ ở huyện Trảng Bàng mà về thành phố Hồ Chí Minh để mà xét xử. Khi mà nghe cái câu chuyện đó thì tôi chỉ cười và chỉ giải thích rằng thưa với những cái người bị can, người nhà của bị can rằng thẩm quyền là nơi xảy ra cái vụ án. Vậy thì khi mà người nhà của quý vị đã bị bắt về cái hành vi mua bán tàn trữ chất ma túy tại địa bàn của một cái xã trên địa bàn huyện Trảng Bàng, thì chắc chắn rằng cái việc xét xử cũng thuộc của huyện Trảng Bàng. Thưa quý vị và các bạn, tôi có một cái cáo trạng mô tả về một cái hành vi của một bị can trong khi mà lái xe đã uống rượu vượt quá mức mà pháp luật cho phép mà gây ra cái chết cho một nạn nhân. Thì đây là một cái việc vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật. Thì địa bàn xảy ra cái hành vi phạm tội là ở huyện Củ Chi. Vậy thì cái cáo trạng sẽ do Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Củ Chi truy tố, quý vị và các bạn nhớ nha. Và thông qua cái câu chuyện này thì tôi cũng muốn trả lời với cái vị khách hàng rằng anh hãy xem cái việc mà ai đó gây ra thương tích cho anh tại địa bàn huyện nào, thì chúng ta sẽ tố cáo đầu tiên ở công an xã, và sau khi công an xã xong rồi mới tới huyện sẽ điều tra, thu thập chứng cứ để quyết định xem có khởi tố, có truy tố và có xét xử về cái hành vi cố ý gây thương tích hay không. Thông qua tôi cũng nói thêm cái câu chuyện của anh rằng là tôi đã nói anh, hướng dẫn anh đến cái địa bàn nơi xảy ra hành vi, nói chung là cái địa bàn đánh nhau á. Và cái thứ hai nữa là nếu như trong trường hợp anh có yêu cầu thì anh sẽ yêu cầu cái giám định tỷ lệ thương tổn của cơ thể, và sau khi tỷ lệ thương tổn cơ thể nếu trên 11% thì các cơ quan tiến hành tố tụng như là điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự theo cái hình phạt là cố ý gây thương tích. Còn nếu trong trường hợp dưới 11% nhưng có yêu cầu của anh bằng cái đơn tố cáo thì các cơ quan tiến hành điều tra cũng thu thập chứng cứ. Trở lại vấn đề về thẩm quyền điều tra thì các bạn biết không, hiện tại thì chúng ta sẽ áp dụng theo cái quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Trong cái khoản
Trong cái quy định này thì thẩm quyền về điều tra đó quý vị, điều 163 cái khoản 4. Trong cái khoản 4 này nói cái gì? Trong khoản 4 này nói rằng cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Quý vị và các bạn, tôi đọc lại ha. Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Có một cái câu chuyện vui là có một cái xác chết trôi trên sông. Thì các bạn biết rồi, sông thì nó thuộc địa bàn của hai huyện khác nhau. Huyện này thì lấy cái cây đẩy qua để không phải điều tra, còn cái huyện còn lại thì cũng đẩy cái xác qua và cái xác thì nó trôi ở trên sông. Thưa quý vị, đây là một cái câu chuyện vui mà trong cái thuật ngữ nhà luật để giảm bớt đi những cái nhọc nhằn trong cái quá trình mà điều tra. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm. Hồi nãy tôi nói rồi đó, nếu mà phát hiện cái xác chết trôi sông nó nằm ở trên cái địa phận nào thì nơi đó sẽ tiến hành điều tra và thu thập những cái chứng cứ có hay không có hành vi phạm tội, nơi bị can cư trú và hoặc bị bắt. Thì ví dụ như tôi giải thích, nếu trong một cái vụ ma túy, hồi nãy tôi vừa mới giải thích đó, nếu trong một cái vụ án ma túy mà xảy ra cái lượng heroin đang trên vận chuyển ở trên địa bàn của huyện Hóc Môn thì huyện Hóc Môn sẽ xử. Dĩ nhiên thì chúng ta sẽ biết trên cái tinh thần nó đơn giản vậy thôi. Nếu như trong trường hợp tội phạm rất là nghiêm trọng, có khung hình phạt là trên 15 năm thì thuộc tỉnh, thì thôi, thông qua cái video này tôi cũng muốn giải thích đến quý vị và các bạn thẩm quyền điều tra thuộc lãnh thổ nơi phát hiện cái sự việc hoặc nơi có bị can cư trú hoặc nơi bị bắt. Thì đó là những cái câu trả lời mà văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta cố ý tạo ra, trả lời cái vị khách hàng và tạo ra một cái video để cho tất cả những người dân Việt Nam đều biết được thẩm quyền nơi xảy ra, nơi cái địa bàn thực hiện hành vi phạm tội. Cũng không có ý định là sẽ nói với những chuyên gia, những cái anh chị thẩm phán, những anh chị về chuyên gia về ngành luật. Và tôi nghĩ rằng là tôi cũng rất là cố gắng để đưa những cái thông điệp cơ bản đến cho tất cả mọi người trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin nói thêm một lần là tất cả những cái video của tôi đều để ở chế độ là có thể tái sử dụng lại, miễn làm sao ghi rằng là đây là nguồn từ luật sư Thu Đoàn là được. Với một cái mong muốn, một cái khát khao rằng tất cả những người Việt Nam đều phải biết và hiểu cặn kẽ những cái quy định của pháp luật Việt Nam, tôi mạnh dạn đưa cái chương trình đến với cộng đồng. Rất mong được sự đón nhận như một món quà từ văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc. Thưa quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, cố gắng mang cho quý vị và các bạn những cái thông điệp bổ ích, hữu ích. Xin trân trọng cảm ơn.